Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và với những điểm mới trong luật sửa đổi lần này về tội phạm môi trường, doanh nghiệp sẽ rất dễ vướng vào vòng lao lý nếu không chú trọng bảo vệ môi trường. Đây sẽ là nội dung chính sẽ có trong chương trình Cuộc sống và pháp luật kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Với những điểm mới trong luật sửa đổi lần này về tội phạm môi trường, doanh nghiệp sẽ rất dễ vướng vào vòng lao lý nếu không chú trọng bảo vệ môi trường. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2009, quy định doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế rất khó xác định được thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng về môi trường. Căn cứ này mang tính định tính nên khó truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã định lượng hóa các vi phạm môi trường của doanh nghiệp như lưu lượng xả thải, khối lượng chất thải rắn thải ra, số lần vượt quy chuẩn môi trường để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Một số trường hợp cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như xả thải ra môi trường từ 500 mét khối một ngày trở lên, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 5 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối một ngày, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên. Nặng hơn, doanh nghiệp chỉ cần xả thải 100 mét khối một ngày nhưng có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên, trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính do cùng lỗi này cũng bị xử lý hình sự. Qua thống kê của Tổng cục Môi trường, hiện nay Việt Nam có khoảng 70% số doanh nghiệp có lưu lượng xả thải trên 100 mét khối một ngày. Như vậy, số lượng doanh nghiệp có thể bị vướng vào vòng lao lý sẽ rất lớn. Về chất thải rắn, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự khi chôn lấp, đổ thải ra môi trường trái pháp luật, chất thải nguy hại đặc biệt hoặc chất thải nguy hại thuộc phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 1.000 kg hoặc chất thải nguy hại khác từ 3.000 kg. Trong khi đó, về khí thải, nếu thải ra môi trường từ 150 mét khối một giờ, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 5 lần đến dưới 10 lần, hoặc từ 100.000 mét khối giờ trở lên, có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10 lần trở lên, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là một chế tài rất mạnh, mang tính răn đe rất cao. Với khung này, nếu không chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất hoặc hệ thống xử lý môi trường hiện đại, doanh nghiệp rất dễ vướng vào vòng lao lý. Tại một số điều luật khác, các dấu hiệu định tội mang tính định tính như gây hậu quả nghiêm trọng, diện tích lớn trước đây đều được định lượng hóa. Đối với các tội phạm quy định cấu thành hình thức, tức là việc xử lý về hình sự sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội mà không cần phải đợi hậu quả của hành vi, thì việc quy định mức độ nghiêm trọng của hành vi để xử lý về hình sự được quy định dựa trên cơ sở tham khảo quy định của các văn bản về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, đồng thời căn cứ vào tính hợp lý, khả thi của quy định. Như vậy, trong thời gian tới, cần nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy định, các mức xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự vừa được ban hành. Ví dụ, đối với tội gây ô nhiễm môi trường, Điều 235 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 0 đến dưới 0,2 hoặc từ 12,5 đến 14 trong trường hợp lượng nước thải từ 5.000 m khối một ngày đến dưới 10.000 m khối một ngày thì bị xử lý hình sự. Trong khi theo quy định của Nghị định 179 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì mức xử phạt cao nhất là 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong trường hợp lưu lượng nước thải từ 10.000 mét khối một ngày trở lên. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng thể hiện đường lối chính sách xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Các trường hợp vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị xử lý với mức phạt tiền rất cao. Các cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm. Với mức độ xả thải và các hành vi rồi là nó liên quan đến vấn đề phạt thì tôi nghĩ rằng là đủ để có thể răn đe. Tôi lấy ví dụ như thế này. Cái hành vi xả thải thì đối với cá nhân, hình phạt đối với nhân chính là phạt tiền từ 50 triệu đến 3 tỷ đồng hoặc là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Cái đó là cái mà có thể là cái sức răn đe đối với một cá nhân là cũng kinh khủng. Cái thứ hai nữa là gì? Là đối với phạm nhân là phạt chính là từ 300 triệu đến 20 tỷ đồng.
Nếu 20 tỷ đồng thì đương nhiên là doanh nghiệp phải đóng cửa. Tôi nghĩ rằng đối với các doanh nghiệp mà rất lớn thì mới có thể là chịu được. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nghiêm minh cũng như quy định chi tiết các hành vi gây ô nhiễm môi trường thì việc sớm ban hành các văn bản dưới luật là đặc biệt quan trọng. Căn cứ vào các cái quy định về điều luật vi phạm môi trường thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những cái quy định chi tiết hơn. Ở đây ý, thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã có cái quy định tại nghị định 155 mà chính phủ cũng đã ký cái nghị định này để ban hành kèm theo cái Bộ luật hình sự năm 2018 để thực hiện. Thế nhưng để mà chi tiết hơn thì cần phải quy định là cơ quan nào có thẩm quyền, ví dụ thẩm quyền đến đâu để xử phạt, để đưa ra hành vi. Bên cạnh quy định mới của Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng đề án kiểm soát đặc biệt các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Riêng đối với thành phố Hải Phòng, trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý những tổ chức doanh nghiệp sản xuất xả thải gây ô nhiễm môi trường thông qua việc phân loại mức độ xả thải của từng doanh nghiệp để từ đó có phương án quản lý hiệu quả. Đối với lại cái việc mà phân loại cơ sở ô nhiễm thì là một việc là căn cứ vào các cái số liệu quan trắc từ các doanh nghiệp gửi về cho Sở Tài nguyên Môi trường kết hợp với lại các số liệu quan trắc kiểm chứng lấy từ thanh tra sở, từ các đoàn thanh tra của bộ. Đấy, trên cơ sở đó thì đưa vào áp dụng vào so sánh với quy chuẩn Việt Nam thì chúng ta phân loại ra được các cơ sở nào là ô nhiễm nghiêm trọng, cơ sở nào ô nhiễm và cơ sở nào hiện nay là đang thực hiện tốt cái vấn đề vệ môi trường. Đấy, trên cơ sở đó thì chúng ta có thể là tiến hành đưa ra các cái danh mục, các cái phân loại danh mục ô nhiễm, loại nào là bao nhiêu doanh nghiệp là ô nhiễm nặng, bao nhiêu doanh nghiệp ô nhiễm trung bình và bao nhiêu doanh nghiệp là đảm bảo về môi trường. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự nước ta, trách nhiệm hình sự đối với các pháp nhân thương mại đã được quy định vào trong Bộ luật hình sự năm 2015. Việc bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân xuất phát từ thực tế trong thời gian vừa qua, nhiều pháp nhân doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng, nhưng do Bộ luật hình sự chưa quy định vấn đề này nên việc xử lý trách nhiệm của các pháp nhân này gặp nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả. Trong khi đó, các chế tài hành chính với mức xử phạt tiền cao nhất đến 2 tỷ đồng đối với các pháp nhân không đảm bảo tính răn đe và không tương xứng với tính chất nghiêm trọng của các hành vi vi phạm. Ngoài ra, cơ chế kiện dân sự hiện nay cũng gây khó khăn đối với những người bị thiệt hại bởi các hành vi phạm tội của các doanh nghiệp trong việc yêu cầu bồi thường như vấn đề chứng minh hậu quả của hành vi phạm tội và các thiệt hại xảy ra. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với đa số các tội phạm về môi trường, cụ thể là đối với các tội gây ô nhiễm môi trường, điều 235, tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, điều 237. Việc xử lý trách nhiệm hình sự của pháp nhân sẽ căn cứ vào mức độ và tính chất nghiêm trọng của hành vi của các cá nhân thuộc pháp nhân. Hình phạt chính được áp dụng chủ yếu đối với pháp nhân phạm tội bao gồm hình phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Các hình phạt bổ sung bao gồm phạt tiền, cấm huy động vốn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định với thời hạn cấm cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, một số nội dung sửa đổi bổ sung của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường, đặc biệt là về hành vi gây ô nhiễm môi trường và tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Hy vọng rằng với những quy định mới thì các tổ chức doanh nghiệp cá nhân sẽ chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Đến đây, chương trình Cuộc sống và Pháp luật kỳ này xin được dừng lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.